Bên cạnh 4 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia trên cả nước thì trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cũng là nơi nuôi dưỡng và đào tạo ra rất nhiều những tài năng cho thể thao Việt Nam. Hiện tại ở đây đang có khoảng 130 vận động viên của 7 đội tuyển trẻ và 2 đội tuyển quốc gia luyện tập. Trong những ngày này, không khí tập luyện tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh là rất sôi động khi các vận động viên đều đã sẵn sàng chờ đợi những giải đấu trở lại. Sáng là đối thủ trong tập luyện, chiều lại là những đồng đội ở các trò chơi phối hợp. Một ngày tập luyện của đội tuyển trẻ Pencasilat trôi qua không quá nặng nề, dù giáo án mà ban huấn luyện đề ra là không hề nhẹ. Vận động viên trẻ tập cho các em thì các em sẽ lên rất nhanh, nhưng nếu cho các em ý không tập luyện ý, thì cái nền tảng thể lực cũng như vấn đề chuyên môn của các em ý, nó sẽ trở lại cái vạch xuất phát rất nhanh. Vì vậy là cái việc duy trì thường xuyên để được tập luyện như thế này ý, là một việc làm rất tốt đối với vận động viên tuyến trẻ của chúng tôi. Trong khi đó, một ngày tập luyện với Bùi Văn Sự lại khá linh hoạt. Chàng trai của 10 môn phối hợp thoải mái bắt đầu bằng việc gánh tạ, sau đó chuyển qua ném lao, rồi cuối cùng là chạy tốc độ. Thứ tự các bài tập có thể thay đổi theo từng ngày, miễn sao hiệu quả thu được là cao nhất. Tại vì thi 10 môn là tất cả phải đều, phải môn nào cũng như môn nào cả, đều cố gắng hết để đạt kết quả tốt. Thể thao đỉnh cao không thể dừng tập luyện dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 7 đội tuyển trẻ và 2 đội tuyển quốc gia tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian khó khăn như vậy. Để rồi, khi mọi thứ trở lại bình thường, niềm vui lại chính từ việc được làm những điều giản đơn như trước. Được về thăm gia đình ạ, và đi chơi, đi du lịch các thứ ạ.